Lê Vũ xin mến chào tất cả quý vị đến với chương trình Minh Chánh Entertainment cũng như Tâm Tình Nghệ Sĩ tối hôm nay cùng với nam ca sĩ MC Lưu Việt Hùng. Anh xin chào em. Chào anh Lê Vũ và chào các khán giả của Minh Chánh Entertainment. Tối hôm nay có một cái thú vị có thể nói là đáng kể cho quý vị, bởi vì Lưu Việt Hùng tối hôm nay thì có một chút xíu bận biểu về chương trình bên phía bên dự án Hồng Sâm. Thì Leon đã đảm nhiệm một cái chương trình phỏng vấn Tâm Tình Nghệ Sĩ cho Lưu Việt Hùng. Và trong đầu Leon là khi về tới đây thì Lưu Việt Hùng sẽ take over. Nhưng mà không nghĩ... ngày hôm nay là ngày của Leon. Không nghĩ được là tới hôm nay là Lưu Việt Hùng phỏng vấn Leon bao nhiêu lâu rồi. Từ VSM TV qua cho tới chương trình khách mời âm nhạc, rất là nhiều các chương trình, rồi bây giờ lại bị Leon phỏng vấn lại. Thế quý vị thấy không, đó cái gì nó cũng có, không có gì tuyệt đối chứ quý vị. Và tối hôm nay anh xin hỏi Lưu Việt Hùng một câu cũng như Tâm Tình quý vị khán giả của Minh Chánh Entertainment nhé. Leon biết em thì lúc còn rất là trẻ và lần đầu tiên qua Mỹ định cư, đúng không? Thì lúc đó Leon biết là Lưu Việt Hùng được nổi tiếng một bài hát và cũng có cái biệt danh là Hoàng tử Đại Dương, đúng không? Và đến hôm nay là đã bao nhiêu năm rồi ta? Kể từ ngày Hùng gặp anh Leon, bây giờ là Hùng gặp anh Leon 2006, 12 năm đã trôi qua. Thì hai anh em cũng có một hai lần làm song ca, tam ca, tứ ca với nam ca sĩ Hoàng Thanh cũng như nam ca sĩ Quang Vũ. Quang Vũ. Trong cơm khen ai khéo vô ô mây bông mà nền bông, ô mây bông mà nền bông. Một bay tan tình còn giết, một bay tan tình còn giết, ô mây lội 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 sông, ô mây đi tìm em nhớ thương ngày. Đôi con mắt ô mây lim dim, đôi con mắt ô mây lim dim. Một bay tan tình con nhện, ô mây răng tơ, răng tơ ô mây đi tìm em nhớ thương ai. Xuyên nở cánh tam bồng, xuyên nở cánh tam bồng. Tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vô ô mây bông mà nền bông, ô mây bông mà nền bông. Một bầy tan tình con dít, một bầy tan tình con dít, ô mây lội 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 sông, ô mây đi tìm em nhớ thương ai. Đôi con mắt ô mây lim dim, đôi con mắt ô mây lim dim. Một bầy tan tình con nhện, ô mây răng tơ, răng tơ ô tìm em nhớ thương ai. Xuyên nở cánh tam bồng, xuyên nở cánh tam bồng. Nền bông ô mây bông mà nền bông. Một bay tan tình con giết, một bay tan tình con giết, ô mây lội 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 sông, ô mây đi tìm em nhớ thương ai. Đôi con mắt ô mây lim dim, đôi con mắt ô mây lim dim. Một bay tan tình con nhện, ô mây răng tơ ô mây đi tìm em nhớ thương ai. Xuyên nở cánh tam bồng, xuyên nở cánh tam bồng.
Tình bạn có cay chấm cơm, khen ai khéo vô, ô mây bông mà nền bông, ô mây bông mà nền bông. Một bầy tan tình con xin, một bầy tan tình con xin, ô mây lội, lội, lội sông, ô mây đi tìm em nhớ thương ai. Đôi con mắt ô mây liềm xin, đôi con mắt ô mây liềm xin, một bầy tan tình con nhện, ô mây răng tơ, răng tơ. Sẵn đây anh hỏi em cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ mà đã được phỏng vấn trước, thì cái cơ duyên nào và cái em có thể nói về tại sao mà em tham gia Minh Chánh Entertainment, nó là cái gì đó giống như mình, anh biết là nghệ sĩ mình mà cái nghệ thuật lúc nào nó cũng phải đi trước, đúng không? Thứ nhất, thứ nhì là phải có cái gì đó làm cho mình, nó lôi cuốn mình. Thì theo em thì cái gì mà là cái sự lôi cuốn ngoài ông bầu? Như thì nó là ông bầu có tâm đó. Không phải ông bầu tròn quá hả? Thật ra thì Hùng đến với trung tâm Minh Chánh, tất cả nó đều là những duyên, giống như kiểu như là biết Minh Chánh trước đấy là Thâu Hình ở các trung tâm khác và đã là bạn bè của nhau rồi, và chắc chắn anh Leon cũng rất là biết cái điều đó. Tức là trước khi đến với Minh Chánh Entertainment thì chúng ta đã đôi lần còn làm việc với nhau ở các trung tâm khác. Cho nên là từ những cái mối quan hệ đó, từ những cái mối thân thiết đó, rồi sau này khi mà Minh Chánh ngỏ ý nói là Minh Chánh muốn thực hiện trung tâm, muốn mở trung tâm để làm các cái DVD, thì Minh Chánh có ngỏ lời mời Lưu Việt Hùng, mà ngay lập tức là Lưu Việt Hùng đồng ý liền, bởi vì Hùng thấy được rằng là đây là một trong những người bạn rất là đam mê. Và thật ra cái mơ ước của Minh Chánh mở trung tâm là từ ngày Minh Chánh bắt đầu đam mê nghệ thuật, Minh Chánh đã ấp ủ mở trung tâm rồi. Đã có trong lòng rồi. Cho nên là, và đặc biệt là Minh Chánh là một trong những người rất chịu đầu tư, như anh thấy sân khấu đèn đóm rất là đẹp. Thành thử ra là sau một lần đầu mà thử lửa mà Hùng thấy rất là đẹp rồi, thì Hùng kết hợp là sau đó khi nào mà thu xếp được, Hùng đều chung tay và đồng hành với Minh Chánh. Thì anh thấy là mỗi một lần mà khi mà Lưu Việt Hùng quay cho Minh Chánh hay là những trung tâm khác thì lúc nào cũng vậy. Hồi đó thì anh em mình có quay cho trung tâm Blue Ocean thì lúc đó cũng có Minh Chánh. Đúng rồi. Thì lúc đó Minh Chánh chưa có phải là Minh Chánh Entertainment, thì giống như Lưu Việt Hùng nói, thì lúc đó anh em có biết quen biết nhau từ những trung tâm khi mà Minh Chánh đi hát, cũng như anh em tụi này mới bắt đầu đi hát. Thì khi mà anh tham gia chương trình của Minh Chánh thì anh được biết được là mỗi một cái bài hát của Lưu Việt Hùng hay là mỗi một cái chương trình thì đều có sự nhúng tay hay là idea của Minh Chánh. Mà em có bao giờ bị một cái chương trình là đến ngày cuối cùng nó là cái bài của em có dancer hay là phải thay đổi này kia, giống như Duy Nghĩa Như nó không ngồi mà giống như nước mắt nước mũi tràn tràn trề không? Có lẽ là em hình như em may mắn hơn Duy Nghĩa Như, tức là thường em là người được quyết định cái phần biểu diễn của mình là... cho nên là mình chủ động được. Còn Yến Như là gần như là một trong những ca sĩ, phải nói là gần như ca sĩ là độc quyền của Minh Chánh Entertainment rồi, cho nên là nhiều khi là Minh Chánh sẽ là người chủ động sắp xếp vấn đề bài hát cho Yến Như. Còn cá nhân em thì em may mắn, bởi vì là mỗi một lần mà Minh Chánh làm show thì Minh Chánh chỉ nói là bạn chuẩn bị cho tôi bài hay bài, bạn giúp tôi tiết mục tứ ca này kia, là tức là chỉ có những tiết mục nào mà tứ ca thì Minh Chánh sẽ nói là tập bài gì. Còn những riêng tiết mục đơn ca thì Minh Chánh luôn là, em là người sẽ là đưa bài cho Minh Chánh, là biết là em sẽ hát bài gì và bài nào cần dancer không dancer, thì cái đó là cái mà Minh Chánh cho em được toàn quyền về cái vấn đề chọn lựa bài hát tiết mục của mình. Mình đỡ hơn đó. Chứ nếu như trong trường hợp mà phải sát ngày mà phải đổi bài để tập nhảy tập nhất như vậy thì rất là khổ. Tại vì Leon cũng có biết được là Thanh Trúc cũng là bị cái trường hợp là thu thì 2 tuần mà 3 ngày trước đó thì nói là bài của Thanh Trúc có dancer. Thanh Trúc nói là nửa đêm đến 3-4 giờ sáng, nhiều khi vô tới chỗ làm đóng cửa lại cũng phải tập nhảy. Thì đến Dương Yến Như thì cũng có trường hợp như vậy. Dương hơi hại não một chút đúng rồi, nhiều khi phải giống như bù đầu móc tay móc mắt ra để suy nghĩ, và có thể nói
là nhiều khi phải lái xe lên tới LA mấy tiếng đồng hồ để tập bài, thì có thể nói là cải chất Lưu Việt Hùng cao tay ấn hơn. Chứ Leon này, cái phần cái chương trình vừa rồi thì hình như Lưu Việt Hùng đi show ở bên Houston phải không, là không có tham gia. Thì anh cũng là một trong những người bị giống như Dương Yến Như nói, nghe bài xong hai tuần ấn rồi, và tuần lễ sau đó thì chánh nó là cái bài của Leon phải có dancer, Leon muốn té ghế luôn chứ bộ. Nhưng mà quý vị yên tâm, anh Leon chân anh dài, nó chạy lẹ. Nó đúng, xong rồi Leon nói thôi vậy thôi, cho dancer tập đi, rồi Leon đi phía trong đi ra cho nó kệ. Tại vì nếu mà nói về dancer làm sao mình làm lại, đúng không em? Mà những cái tuổi này mình không có nhiều thời gian nữa. Đúng rồi, nếu mà như bây giờ mà kêu mà Leon mà nhảy mà với dancer chưa xong bài là phải khiêng Leon vô. Emergency giống như đợi trước, chuẩn bị sẵn, chuẩn đúng bị sẵn luôn, tiêm máu rồi đứt hết luôn á. Do đó khi mà mình tránh nói cái bài này là tôi nghĩ là ông phải có dancer, tôi nói ok dancer mạnh, dancer nhảy mạnh, tôi đi nha. Miễn sao quá nó trùng hợp được rồi chứ đẹp là được, đẹp là được nói chung là đẹp có quyền mà thưa quý vị. Năm xưa lạc bước giữa đêm đông người, rồi một ngày em bỗng đi qua sưởi ấm con tim lẻ loi, nụ cười và ánh mắt đam mê trái tim đôi ta không rời, con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi, lòng ngậm ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng sánh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say, cánh hồng trao tay đến tay rộn ràng nghe tim ngất ngây, tình này cho em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đêm tàn soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh, thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Năm xưa lạc bước giữa đêm đông người, rồi một ngày em bỗng đi qua sưởi ấm con tim lẻ loi, nụ cười và ánh mắt đam mê trái tim đôi ta không rời, con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi, lòng ngậm ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng sánh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say,
Thành hồng cho tay đến tay, rộn ràng nghe tin ngất ngây. Tình này cho em thề mãi không bao giờ phai. Ước chiếc trăng biển tan soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Phố xa đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cành hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này cho em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi trăng đêm tan soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Và thì như Leon cũng nói với quý vị là hồi xưa tới giờ khi mà Leon mới bắt đầu đi hát hay mới bắt đầu biết Louis Hùng là em là những người mà có thể nói là đi rất là nhanh trên con đường nghệ thuật. Ngoài đi hát ra thì Leon biết là em được một cái trời ban đó, trời phú cho một cái giọng nói rất là trầm, chuẩn. Và từ đó là anh biết là em trở thành bén duyên với đài truyền hình, MC bén duyên với đài truyền hình. Và cũng nhờ em bén duyên với đài truyền hình thì từ đó Leon cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ nào một quen biết với Lưu Việt Hùng, đến gần với khán giả hơn, đúng không? Thì Leon nhớ là khi mà Leon bắt đầu có thể nói là tập tành đi làm quen được những chương trình phỏng vấn trên những đài TV lớn, có thể nói thời lúc đó là những cái đài TV đó là làm mưa làm gió cho mình, đúng không? Em là em còn nhớ cái đài đó là đài VHN TV đúng không? Từ ngày xưa đài, đúng không? VHN TV là một trong những đài đang có rất nhiều các chương trình giải trí đúng và đang rồi. Có lượt coi rất lớn, lớn lắm. Và Leon rất là vui, mà có thể nói là quý vị biết là nhiều khi hai ba tuần không thấy Lưu Việt Hùng gọi cho mình lên đài, cái mình gọi em ơi có khi nào rảnh không? Được cái thật tình, thưa quý vị, rất là thật tình. Vâng. Nghĩ sao nói vậy chứ không có bị vòng vèo. Dạ, yeah, thế là Lưu Việt Hùng gọi là nói anh Leon ơi, chiều nay có rảnh không? Rảnh. Chứ bây giờ nói không anh bận đi đâu quý vị, đúng không? Và chương trình đa số là thứ tư, đúng không? Đúng rồi. Bận đi đâu bây giờ? Do đó mà cũng là vì cái đó mà Leon được cái may mắn là khi mà mình đi show hay mình đi hát, quý vị được bầu show chở đi chợ hay đi ăn thì có nhiều người nói thấy con trên chương trình của Lưu Việt Hùng đó. Thì cái đó cũng là một cái gì đó làm cho mình gần gũi hơn với quý vị khán giả. Và sau này thì khi Lưu Việt Hùng đổi qua bên phía bên đài của qua tới mấy đài lận mấy qua đài kia KVOA rồi bây giờ KVOA, là VNTV, đúng rồi, cũng là một trong những chương trình mà được ăn khách nhất là Tâm Tình Nghệ Sĩ, đúng không? Câu Chuyện Âm Nhạc. Câu Chuyện Âm Nhạc thì Leon biết được là lúc đó là Leon cũng lên được hai ba lần cùng với nữ ca sĩ Bích Thảo, cũng là một trong những cái gì đó bắt rất là bắt mắt. Có lẽ nói là cái duyên của Lưu Việt Hùng làm MC hay là cái gì để cho những người mà có thể nói là gần gũi với âm nhạc Việt Nam theo dõi nhiều hơn. Tại quý vị biết sao, sau này Leon được biết là đa số người không, người ta không còn để ý tới CD hay là DVD ca đúng nhạc rồi. Nữa mà người ta để ý nhiều trên YouTube, những cái kênh TV, những cái kênh truyền hình, đúng không? Do đó khi mà anh chị em nghệ sĩ được tham gia những cái trên những cái kênh TV, những cái truyền hình thì Leon nghĩ cái đó mới là cái gần gũi nhất. Nhiều khi mình đứng mình bán CD 10 cái CD, 20 cái CD chưa chắc gì mình được gần hơn khi mà mình được ngồi trên một chiếc ghế, được MC phỏng vấn, được share những cái tâm sự, những trải bài, những cái gì đó của mình đến với khán giả. Bởi vì điều quan trọng mà anh Liên có biết là theo một cái thống kê là các đài truyền hình Việt Nam tại hải ngoại thì phần lớn khán giả coi TV là những khán giả sẽ đi coi concert. Còn những các bạn trẻ hơn, các bạn sinh ở Mỹ, các bạn không coi TV, không coi nữa. Các bạn coi đài Mỹ, các bạn coi những cái channel của Mỹ. Còn riêng những khán giả mà coi đài Việt Nam đều là khán giả mà họ cũng đã có một số tuổi nhất định và họ chịu đi coi show ca nhạc sồm sồm á, cho nên là sồm sồm nên họ chịu coi TV. Cho nên là thực sự là khi mà mình có được cái khán giả đó là mình có luôn một lượng khán giả rất trung thành, họ sẽ support ủng hộ cho mình rất nhiều. Anh cũng công nhận là đó cũng là những cái gì đó giúp cho anh em mình có thể nói là mình không giống đây đến là Leon nói riêng, đúng không? Thí dụ như cái lượng fan của Leon hay là Leon không phải là đứng trên kia là mình cái tên bán vé là cái gì, nhưng mà vì cái sự gần gũi, cái tần suất xuất hiện nhiều hay là cái những cái lần mà cái phỏng vấn của mình
mình có cái gì đó làm cho khán giả nó nhận ra được mình là ô cô thấy con hay là ô chị thấy em. Đúng rồi. Phỏng vấn với Lưu Hùng, em nói những lời này thật quá, hay là Lưu Hùng phỏng vấn em cái này mà chị nghĩ em không dám nói mà em dám nói. Những cái đó mình có cảm thấy được là ô họ gần mình hơn là khi mà họ mua CD. Đúng, đúng không? Tại vì quý vị biết nhiều khi Leon vừa rồi Leon cũng có gặp, anh cũng có gặp một trường hợp là ở bên Biloxi đó. Thì hình như sắp tới là em cũng qua nè, tháng 11 đúng không? Thì Leon biết là đó là một trong những nơi mà bán CD chạy nhất hồi xưa quý vị. Nhưng mà bây giờ nha quý vị, nhiều khi mình năn nỉ mua CD, có nhiều người nói về xe bây giờ đó, cái loại xe bây giờ đó quý vị, nhiều khi không có cái chỗ để bỏ CD vô nữa. Đúng không em? Nói chung là ngày trước là chỉ việc cười 5 phút thôi là bán được 10-20 cái CD, còn bây giờ là cười khoảng 30 phút bán được 1-2 cái CD. Mặc dù là toàn là dàn trai xinh gái đẹp thưa quý vị, tức là artist ra là được cái avatar là nhìn là ít nhiều có sự thu hút rồi đó. Thì còn như thế mà quý vị tưởng tượng, nói chung bây giờ là thời nào nó cũng có sự thay đổi rồi. Thay đổi. Mọi thứ nó thay đổi nhiều. Bây giờ anh cảm thấy là bây giờ nhiều người, nhiều ca sĩ họ không đầu tư về CD mà họ đầu tư về YouTube. Đúng rồi. Em nghĩ sao? Đúng không? Thì tương lai đó, nếu mà Hùng giọng nói mà bắt đài bắt đồi, chắc mai mốt em làm cái Lưu Việt Hùng YouTube đi để cho anh chị em quay bài liền lên, đúng không vị? Thì Lưu anh nghĩ cái đó cũng là một cái gì đó để cho nó gần gũi hơn đến quý vị khán giả. Chứ bây giờ hồi xưa đó Leon đi phỏng vấn Lưu Việt Hùng, Leon cầm cái CD thì Lưu Việt Hùng nói là đây là CD của anh Leon sắp phát hành, quý vị ủng hộ cho. Thì bây giờ chắc mai mốt Leon, Lưu Việt Hùng sẽ nói là cái bài này của anh Leon sẽ lên có YouTube sẽ lên YouTube của Lưu Việt Hùng, chắc nó hay hơn nha. Nói chung là mỗi một thời là sẽ có sự thay đổi và bắt buộc mình phải thích nghi, đúng không? Chúng ta phải thích nghi. Như quý vị đã biết, anh Leon ngày trước là với anh Leon bây giờ là cả một sự thay đổi rất nhiều thứ. Thay đổi rất nhiều luôn, ha? Thay đổi hoàn toàn từ những ngày mà ngày xưa nói chuyện với Hùng là cứ nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt, và cho tới bây giờ thì cái nền văn hóa âm nhạc Việt Nam đã thấm nhuần trong cái con người anh ấy rồi, và bây giờ anh nói tiếng Việt nó còn hơn cả Lưu Việt Hùng nữa. Leon nhớ là hồi xưa mà lúc mà Leon mới biết Lưu Việt Hùng ở All Star Club thì em này cũng là mới qua, thì Leon thì cũng mới làm quen. Nhiều khi lúc đó thì Lưu Việt có thể nói là cái ngôn ngữ Việt Nam thì lúc nào nó cũng nhuần nhuyễn, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị có công nhận là người Việt Nam mà ở nước Mỹ nói tiếng Việt là nó khác hơn nói chuyện ở Việt Nam. Thì khi mà Leon nói chuyện với Lưu Việt Hùng thì Leon phải nói chút xíu tiếng Anh, xong rồi thấy Lưu Việt Hùng đứng im rơ, xong phải dịch lại tiếng Việt. Thấy mất công quá, mà bây giờ đi học tiếng Việt nói hết tiếng Việt cho rồi đi, đúng không? Đúng rồi, đỡ mất thời gian translate nữa, khổ thêm. Nhưng mà tính ra là 12 năm rồi. 12 năm, 2006 tới giờ. Nhưng mà nếu mà nói 12 năm ở trên định cư tại Mỹ đi, Lưu Việt Hùng cảm thấy cái con đường ca hát của em nói chung, nói riêng, và tất cả những ca sĩ mà cũng qua lúc thời với em đi, nói riêng, nói chung là em thấy nó có cái sự tiến khác biệt hay là sự tiến triển thế nào? Cá nhân em thì thực sự với 12 năm định cư tại Hoa Kỳ, em có lẽ là chỉ có đúng một chữ, em rất là hài lòng. Thực sự là dĩ nhiên là trong thời điểm 2006 mình đang có những dự án đình đám ở bên Việt Nam, mình đang được tức là nếu như thực sự mà mình ở thêm Việt Nam vài năm nữa thì có lẽ là cái sự nghiệp của mình nó sẽ bước sang một cái trang khác. Nhưng mà em nghĩ thời gian người tính không bằng trời tính, tất cả mọi thứ là cái mối duyên. Và cái năm 2006 hôm qua, và rồi tự nhiên Hùng lại bị tiếng sét ái tình, Hùng lại yêu liền, thành thử rất là yêu xong rồi ở lại luôn. Cho nên là bây giờ người ta nói là suy cho cùng thì ai đó cũng cần một cái trái tim, để cần một nơi để mình để gửi gắm cái trái tim mình vào. Và khi mà Hùng qua đến Mỹ và Hùng đi trình diễn xong, Hùng lại gặp người yêu, rồi tiếng sét ái tình, rồi yêu đương xong, rồi Hùng quyết định ở lại Mỹ luôn, và cho tới bây giờ vẫn là một quyết định không sai lầm. Mặc dù cái sự nghiệp của mình dĩ nhiên là nó chưa bao giờ đi xuống, nhưng mà nó sẽ không phát triển nhanh theo kiểu bên Việt Nam. Từ Việt Nam có ekip, có tất cả mọi thứ, cứ bên này mình sẽ phải tự thân vận động tất cả mọi thứ. Nhưng qua đó mình đã có thêm những trải nghiệm mới cho bản thân mình. Và cho tới thời điểm bây giờ, sau 12 năm, anh em chúng ta vẫn ngồi đây, vẫn được quý vị yêu thương, thì thực sự là 12 năm qua là 12 năm mình cảm thấy rất là bỏ cái công. Bởi vì mình tự trau dồi bản thân mình tự đứng trên đôi chân của mình. Và những cái gì mình đang có ngày hôm nay là những thứ mình có được từ sự cố gắng của bản thân mình.
trọn kiếp thương về một người đang còn mãi kiếp giang hồ trôi. Ôi ngày tháng lênh đênh không bên bờ, lòng nào đâu dám mơ tình chung. Em nào dám mơ mộng gì nhiều, em chỉ mơ ước ta gần nhau. Chỉ ước mơ nào được gì, em chỉ muốn trao ai chút tình. Những ước mơ như trời, như mây trời ôi vẫn bay. Dìu đầy đó ta chọn kiếp chung một đời, như là gió với mây trời bay. Xin được mãi bên ai suốt đời, ước mơ này xin chớ phai. Kiếm sang hồ trôi. Ôi ngày tháng lênh đênh không bên bờ, lòng nào đâu dám mơ tình chung. Em nào dám mơ mộng gì nhiều, em chỉ mơ ước ta gần nhau. Chỉ ước mơ nào được gì, em chỉ muốn trao ai chút tình. Trời ơi vẫn bay, xin đừng buồn lòng ta. Mây còn mãi vẫn sơn khê, hãy mãi nguyện cầu thắm thiết ngày sau. Sống đến bạc chất đầu, ngất tình yêu ta như cánh chim dập dìu đầy đó. Thiết tha yêu đời, ta chọn kiếp chung một đời, như là gió với mây trời bay. Xin được mãi bên ai suốt đời, xin ước mơ muôn đời, ước mơ này xin chớ phai. Xin được mãi bên ai suốt đời, ước mơ này xin chớ phai. Anh cũng công nhận là những cái gì Lưu Việt Hùng có hay là những cái gì anh có là đúng cái sự cố gắng của bản thân. Nhưng mà so với anh nhé, là anh có thể nói là Lưu Việt Hùng là một trong những người ca sĩ vì qua đây đúng là 2006 đúng. Nhưng Lưu Việt Hùng là một trong những người ca sĩ trẻ mà có thể nói là đứng được trên rất là nhiều sân khấu ca nhạc của hải ngoại. Leon biết là em cũng là một trong những người ca sĩ lúc đó là một gương mặt rất là baby, rất là dễ thương trên tiếng Anh Paris by Night, đúng không? Và song ca lúc đó Leon nhớ là song ca với Hồ Lệ Thu, và sau đó là nữ ca sĩ Như Loan có ra một cái bộ lịch
Đúng Bộ rồi. Lịch rất 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 là bắt mắt. Và Lưu Việt Hùng là một trong những người nam ca sĩ mà chụp với Như Loan, mà chụp ngay chỗ đường rầy xe lửa, đúng không? Rồi. Và Leon nhớ là cái gương mặt đó rất là baby luôn á. Rất là baby luôn, so với bây giờ thì cũng khác, cũng rất là baby. Nhưng mà tóc tai lúc đó nó có... Leon nghĩ một giống như Lưu Việt. Ngày xưa là baby thiệt, ngày xưa là baby thiệt, bây giờ baby già. Baby già. Nhưng mà nói chung là khi mà Leon nhìn lại một người ca sĩ, có nhiều người ta nói là mình ngó lên không ai, nhưng mà ngó xuống chưa chắc gì ai bằng mình. Đó đúng là rồi. Một cái gì đó mà mình nên lấy. Mình có quyền hãnh diện. Dạ, có quyền hãnh diện. Và Leon nghĩ là em là một trong những người nghệ sĩ hay là những người ca sĩ trẻ mà anh nghĩ là anh cũng rất hãnh diện về em và được quen với em từ ngày đầu cho đến bây giờ. Thì không có gì hết. Ngoài cái sự ca hát và của em được thăng tiến và được đi lên, hay là có thể nói là nó không thăng tiến giống như em mơ ước nếu mà em còn ở Việt Nam. Nhưng mà mình cũng không biết được, Hùng hiểu không? Đúng nhưng rồi. Mà qua bên đây, có nhiều người, thật ra quý vị, có nhiều người đến cuối đời ca hát, họ chỉ muốn đứng lên một cái sân khấu lớn một lần, đúng không? Bước chân lên một lần để thỏa mãn. Nhưng mà mình đã được thì cái đó là Leon nghĩ đúng cái rồi, đó là một cái gì người. Đó là mình hơn rất nhiều người, đúng không? Là em cũng là cũng nên là nên đem cái đó vô là làm cho một cái gì đó, một cái Mỹ nó gọi là một cái driven, một cái sự đi lên cho mình, là cái sự cố gắng mình là đã có rồi đó. Do đó rất là vui, anh em quen nhau bao nhiêu năm mà khi mà Leon thấy là em bước vô Trung tâm Thiên Nga, đứng sánh đôi với rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ, chụp hình lịch. Và lúc đó Leon nhớ là Lưu Việt Hùng là một trong những gương mặt rất là sáng trong sân khấu và những CD hay là được rất là nhiều người biết đến trong khi trong cái lúc mà song ca với Hồ Lê Thu. Và lúc đó Hồ Lê Thu là một trong những người ca sĩ rất là hot. Bởi vì biết mà khi đừng nói chi mà Leon đi hát show thôi mà muốn hát song ca với ca sĩ hát đang hot mà hát song ca thôi nha, vì không quay video cũng là một cái sự khó khăn, chứ đừng nói quay video, đúng không? Rồi. Thì anh thấy là cái đó là điều vinh hạnh chứ. Đúng rồi. Không? Nhiều khi nói chứ không phải nói anh Leon thì không có cầu kỳ gì hết, không có cầu kê, không có cầu kệ. Leon nghĩ giống như Leon đi, nhiều khi đến hết là khi làm ca sĩ, Leon cũng nghĩ là mình cũng muốn đứng lên cái đó, nhưng mà cái trời, giống như em nói, cái duyên với trời kia nó già, đúng không em? Thì cái đó cũng là cái tranh trời không gọi hai chữ định mệnh. Đúng, giống như lúc Leon cũng nói lúc mà anh khi mà anh quyết định qua bên Cali lập nghiệp cũng vậy, không có dám, bao nhiêu năm bao nhiêu người suối đêm không dám, tại không có ai mà giống như em nói, cái định mệnh thôi, tự nhiên một ngày đẹp trời quý vị không cuốn gói đi với hai cái ba lô đi qua tay trắng tay, không có việc làm, không có gì, nhưng mà mình cũng làm, là lúc đó là mình đã bí quá rồi, mình muốn làm quá mà mình không biết làm sao đó. Thì đây là một chút xíu tâm tình của anh em tụi này gửi cho quý vị, mong quý vị đừng có cười cũng như đừng có nghĩ là một cái gì đó tụi này, giống như có nhiều khi anh Lưu Việt Hùng biết không, nhiều khi anh thấy có nhiều người đó là nhiều khi họ nghĩ là tại sao mình phải cố gắng quá, đúng không em? Nhưng mà anh nghĩ mình sống giống như người ta nói, cuộc đời hôm nay mình đâu biết ngày mai, tại sao mình không cố gắng, mình cứ xìu xìu ở nảnh đến bây giờ nào mình mới làm được những gì mình mơ ước. Giống như mình muốn đi hát mà mình cứ nghĩ là không biết có được nổi tiếng thôi đi. Nhưng mà quý vị có biết không, nhiều khi những người ca sĩ mà họ những cái tiểu bang xa, những cái chương trình mình đi đó, họ lên mặc dù họ local thiệt, nhưng mà khi họ lên sân khấu họ vui lắm, đúng không em? Họ mừng lắm. Do đó Leon nghĩ cái đó là cái đam mê, cái đó là cái gì đó nó đang chảy trong tim, và trong cái sự máu. Lựa chọn của mỗi người nữa, đúng mỗi rồi. Người họ có một cái sự lựa chọn riêng. Có những người họ cái mục đích, cái target của họ là phải nổi tiếng, bất chấp họ phải nổi tiếng thì họ sẽ sống chết với cái sự đó, đúng. Còn với những người họ chấp nhận những điều họ đang có và họ chỉ cần được thỏa cái đam mê ca hát thôi. Cho nên là ngoài cái công việc bình thường của họ, họ vẫn mỗi khi mà có cơ hội được đứng trước sân khấu thì họ chỉ muốn được thăng hoa với âm nhạc thôi, và không có nhu cầu phải nổi tiếng, phải cái gì hết. Đúng rồi. Có nhiều người đó thì đi hát là phải bắt buộc là phải giống như em nói, phải nổi tiếng, không là họ không làm. Và họ sẽ bất chấp để có được để điều làm đó. Cái đó. Nhưng mà nhiều khi giống như khi mà cái định mệnh đưa đẩy cho, em, định đúng mệnh rồi, cũng không thể nổi đúng tiếng rồi. Được. Thí dụ như cái định mệnh đưa đẩy em, tự nhiên một ngày đẹp trời, bao nhiêu ca sĩ, bao một ngày đẹp trời đưa đẩy, ok, bé này nó lên được tới cái trung tâm này rồi. Còn có nhiều người trong đầu họ chỉ nghĩ tới vậy, nhưng mà ông trời không cho. Bây giờ em làm cách nào nó cũng có vì đúng. Do đó Leon nghĩ nếu mà quý vị, nếu mà con em hay là quý vị nào muốn
đang theo dõi chương trình nghĩ tới muốn làm ca sĩ, nghĩ tới muốn làm hoa hậu, làm nam vương, quý vị cứ tự do, quý vị cứ làm. Bởi vì sao? Đó là con tim của quý vị. Tại vì theo Leon nha, hồi lúc đó Leon cũng 20 mấy tuổi, Leon nghĩ là nếu mà Leon qua tới Cali mà đi làm ca sĩ đó là nó hơi trễ rồi. Thì bao nhiêu người cũng nói trời ơi, lúc 10 mấy tuổi sao mày không làm, bây giờ mày làm. Nhưng mà Leon nghĩ bây giờ Leon quyết định làm, giờ có chết Leon cũng không hối hận. Cái đó là cái tâm đắc của Leon thôi. Nhờ cái điều đó mà, vâng thưa quý vị, nhờ cái sự mà cái ý chí nó mạnh đến như vậy thì bây giờ chúng ta mới có ca sĩ Leon ngồi đây. Cho nên như lúc đó mà nhục chí là thôi, là bây giờ là có mà anh Leon đang làm gì rồi thì không phải là ca sĩ nữa. Không, em biết không, lúc mà anh quyết định đi đó là anh có tổ chức một cái tiệc nhỏ nhỏ cho gia đình. 10 người không người nào tán thành. Cản hết hả? Cản hết. Mà anh nói là lúc đó anh có một cái appointment riêng của anh, là bắt đầu anh không quý vị biết là không bán luôn, cho hết. Mà không ai chịu lấy, cứ bắt là anh phải ở lại đó. Là không ai muốn cho đi, lưu nghĩ quá, là đúng không? Sợ rồi mình sẽ sợ là qua đây là mình phải không thành công với con đường hang đó. Tại vì thứ nhất là lúc đó anh cũng chưa biết là mình phải làm gì bên đây. Thứ hai là hát hò thì cũng chưa có, lúc đó là em biết là anh quá, lúc đó mình cũng lớn lên ở Mỹ mà việc còn Tây quá, mình cũng chưa có biết cái connection của Việt Nam mình đi tới đâu, là ai mình qua tới đây mình sẽ liên lạc với ai, nó khó lắm. Nhưng mà nhiều khi Lưu Việt Hùng nói cũng đúng, khi mà nó đã cái gì đó nó đẩy, nó nằm trong người mình mạnh quá rồi là mình phải làm thôi, chứ không là mình cứ ấp úng rồi mình cũng. Mà lúc đó Leon nghĩ cũng đúng, tại vì lúc đó Leon cũng đi làm, nhưng mà trong người mình cứ suy nghĩ là mình muốn đi hát, rồi nó cứ đứng qua đứng lại, nó cũng không đi tới đâu đây em ơi. Đúng rồi. Rốt cuộc là đứng chẳng hạn, không đứng đâu được hết, rồi phải chọn là đứng hai chân khép lại mới được. Đúng rồi, đứng chẳng hạn đau lắm quý vị. Đúng rồi, hồi đó rất là mỏi nha quý vị nha. Nói về căn bản, về cơ học thôi là thấy là rất là mỏi rồi đó. Mất cỡ. Nỗi buồn nặng trĩu không tên.
giữa đời mệt nhoài, âm thầm chịu bao đắng cay. Mình không đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ đi về đâu? Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bãi cười đùa xa lánh, tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình gục chết. Đời tôi rồi sẽ đi về đâu? Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lánh, tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình gục chết giữa ngàn khơi. Thế gian nơi để tôi sống yên mình, tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình gục chết giữa ngàn khơi. Thế gian nơi để tôi sống yên nói chung là thật ra mình nghĩ là cái talk show này nó ra đời là để cho khán giả hiểu thêm về một cái khía cạnh đời thường của các nghệ sĩ, hiểu thêm về những cái chia sẻ về cái tâm tư của các nghệ sĩ sau khi tham gia các chương trình của Minh Tránh và Diamond. Thì thật ra là tới bây giờ thì em hát cho Minh Tránh cũng khá nhiều bài ha, khá nhiều bài rồi, thực sự là có lẽ là chắc đủ để làm nguyên một cái collection rồi đó. Nhưng mà cũng rất là nể, bởi vì là trong cái thời buổi rất khó khăn, DVD buôn bán rất khó khăn, mà thực sự Minh Tránh vẫn giữ cái quality để sản xuất các cái chương trình. Quý vị thấy vẫn âm thanh ánh sáng được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Và các nghệ sĩ cũng vậy nữa, cũng đều được chọn lựa những bài hát, những tiết mục rất là, nó không bị thừa thãi, nó rất là vừa phải và rất là đầy đủ. Dancers, đồ này kia, tất cả mọi thứ nó rất là hợp lý. Cho nên là từ qua đó thì mình cũng muốn làm sao mà khán giả có thể tiếp lửa cho những cái trung tâm họ đang từng bước một cố gắng gìn giữ cái văn hóa của người Việt tại hải ngoại. Bởi vì nếu như một ngày nào đó khi con cháu chúng ta lớn dần lên, như anh Leon cũng có con gái, cô bé lớn lên sau này học văn hóa Mỹ sẽ nhiều hơn văn hóa Việt Nam. Đúng rồi. Cho nên từ từ rồi cứ thế hệ này nó đè lên thế hệ kia riết, từ 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 văn hóa Việt Nam bị mai một đi. Nếu như không có các trung tâm họ cố gắng gìn giữ lại cái văn hóa Việt hải ngoại thì thực sự đến lúc nào đó chúng ta sẽ không còn được nghe tiếng Việt tại hải ngoại, rất là khó khăn. Khó lắm. Hy vọng quý vị sẽ support thật nhiều cho các trung tâm như là Minh Tránh Entertainment để ít ra mỗi một lần thực hiện các DVD thu hình thì Minh Tránh còn cảm thấy là có động lực, có sự support của mọi người để có thêm cái niềm tin để cố gắng. Cho nên bây giờ mình cứ cố gắng một chiều mà mình không có cái những người support, những người đẩy sau lưng mình thì thực sự thưa quý vị sẽ đến một ngày nào đó gọi là mỏi gối trùng chân rồi cũng sẽ buông tay thôi thưa quý vị. Vâng. Điều đó là điều không ai mong muốn. Lúc đó anh em tụi này cũng rất là buồn bởi vì không bắt đầu Leon mở tiệm phở. Xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan, tiếng pháo vui vang đã để ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc xuân em nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu
nhằm hạnh phúc phát tài. Người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng xa xao hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi yên nương sánh vai nhịp nhàng thắm rừng, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Sang thấy trong lòng mình chứa chan tiếng pháo vui vang đó để ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, vần xa điệu nhạc xuân em nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng xa xao hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi yên nương sánh vai nhịp nhàng thắm rừng, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Thì tâm tình nghệ sĩ của anh em Louis Hùng và Leon Vũ tới đây xin chấm dứt. Thì Leon xin Louis Hùng có vài lời gửi cho quý vị khán giả. Cảm ơn anh Leon, ngày hôm nay lâu lắm rồi hai anh em lại có cơ hội ngồi gần với nhau như vậy và chia sẻ với quý vị những cái điều mà thực sự là những cái trăn trở của cá nhân những người đang làm nghề như Louis Hùng và Leon. Hy vọng quý vị sẽ ủng hộ và support cho các chương trình của Minh Tránh Entertainment. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mong quý vị ủng hộ cho anh chị em nghệ sĩ cũng như Minh Tránh Entertainment. Hẹn gặp lại quý vị.